Chào các bạn, hôm nay tôi rất vui được gặp các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ trải nghiệm về thiết cây sứ riêng cho các bạn. Các cháu, cây sứ này, cây sứ riêng là tôi thiết ra nè. Tôi thiết bằng cách cắt nhánh sẵn rồi bó bầu. Tại vì mình thiết thì mình cắt nó khéo vậy nè, mình nêm vô, mình để nó dừng khoảng chừng tầng trở lại cho nó ráo mủ, rồi mình ra mình bó nó. Thì như vậy thì mình bó nhiều nhánh đó, thì nó cái chậu này nó bự, nó mất nhiều diện tích. Giờ mình cắt ra, mình lựa cái thứ nào mình thích đó, mình cắt ra. Cắt ra rồi mình để cho nó ráo mủ một buổi, cho nó ráo mủ rồi mình bôi keo Mỹ Tiến lên, mình để trong mát khoảng 5 ngày tới 7 ngày rồi mình bó lại. Mình bó như vậy nè các bạn, bó như vậy rồi mình bó lại. Thì bó bằng sơ dừa trộn với ít tro trấu, đổ nước vô cho nó ẩm ẩm, rồi mình dắt cho nó ráo nước, mình bó vô, hoặc là lục bình cũng được. Mình hái, mình vớt lục bình, mình cắt cái rễ đó đó, rồi mình phơi vài bữa, phơi nắng vài bữa, tới chừng mình bó mình nhồi nó vô nước, mình nhồi nó rồi cũng dắt cho ráo, mình bó nó. Bó kiểu này nó lên chín mấy phần trăm các bạn, coi nó tỷ lệ sống nó cao lắm. Nhưng mà khi bó rồi thì tưới nước nó ít ít thôi, phun xương xương này thôi. Lúc đầu mình bó thì mình khoảng nửa tháng sau mình mới tưới nước, cái giá thể nó ẩm cỡ nửa tháng lận ra. Mà bó xong rồi mình để cho mát, nửa tháng sau mình mới tưới được vì nó còn ẩm. Vì bác bạn các cháu bó theo cái này, chiết theo cái này là tỷ lệ sống nó cao lắm. Cái này coi như là chiết cái thứ mà mình thấy thích đó. Mình cắt sẵn ra để cho nhiều, mình muốn bó chiết nhiều á, cắt để nhiều rồi mình bôi keo lên, mình để trong mát một tuần rồi mình bó. Sơ dừa trộn với ít cho trấu, mà sơ dừa phải xử lý trước cho bớt chát, cho trấu xử lý cho bớt mặn, xử lý cho bớt mặn rồi các bạn bó. Tôi bó nay cũng được 3 tháng rồi các bạn các cháu, mà nó ra rễ rồi, lát tôi trồng vô mấy chậu này để tôi mở ra rồi tôi trồng cho các bạn xem nha. Bây giờ các cái này là cây sứ riêng nè, cắt nhánh tôi bó này cũng như chiết vậy. Mình chiết thì mình phải cắt cái này rồi mình để mất cái diện tích, vì nó có cái chậu nó cần càng á. Còn cái này chỉ cái bó gọn gọn thôi, mình để góc nào đó mình 4-5 bữa mình xịt nước 1 bữa. Lúc đầu thì mình khỏi xịt, khoảng 20 ngày đầu mình khỏi xịt, sau đó ra lấy bình nó xịt sương sương thôi. Mà cái góc này cũng nhiễu nhiễu nước cho nó chảy xuống cái góc này cho nó còn độ ẩm, thời gian sau nó ra rễ. Giờ tôi mở ra tôi mới dao cắt thôi ạ. Trồng trồng vô chậu được cây sứ riêng bó thì nó tiện các bạn các cháu. Mình để một góc nào, một số cây mà mình cần bó mình để một góc nào mình cho nó đừng có chó mèo nó chạy á,
mình xịt xương xương mình giữ ẩm, giữ ẩm đúng độ ẩm thì nó lên cao lắm, lên 95%. Đây ra rễ rồi các bạn, sao bây giờ mình chỉ việc trồng vô thôi, nó chỉ việc trồng vô thôi. Lúc đầu trồng thì mình tưới nước, mới ban đầu trồng mình tưới nước cho nhiều nhiều một chút, sau đó mình tưới vừa vừa thôi, tưới giữ ẩm vừa vừa thôi. Trồng rồi tưới nước vừa vừa sương sương thôi nha các bạn. Chứ lúc mới trồng thì tưới nhiều, tưới ướt luôn. Trồng xong rồi bữa hai bữa tưới bữa, bữa hai bữa tưới bữa, tưới sương sương thôi, tưới bằng cái dầu xịt. Khi nào nó phát triển mạnh rồi tưới bình thường. Thì nó cũng ra nhánh rồi. Mình trồng thời gian nó ra rễ mạnh hơn. Nó ra rễ còn ngắn, nó chưa đâm ra ngoài à, đọt nó này, nó ra đọt nhiều rồi. Đọt con nó ra đọt mới nè. Bó bằng sữa dừa trộn với tro trấu hoặc là lục bình. Sữa dừa nó mạnh hơn tro trấu hơn lục bình. Lục bình bị nó ẩm quá. Thì trộn với lục bình, trộn với sữa dừa. Điều chỉnh nước cho nó đủ độ ẩm là nó lên mạnh.
tưới nước vô, lúc đầu tưới nước vô nhiều nha các bạn, cho nó ẩm cái giá thể đi. Rồi sau đó ba bốn bữa mà mới tưới bữa thấy mà cái giá thể nó khô mọi mặt á, thì tưới bữa cây sứa đó có độ ẩm phát triển. Thì mình xịt Atonit, ngày bữa xịt Atonit để cảm ơn các bạn đã xem video này nha các bạn, các cháu. Xin chào các bạn, các cháu nha. Hẹn gặp lại video khác. Xin chào nha.